Và thưa quý vị, Disneyland Thượng Hải mở cửa, du khách phải có chứng nhận sức khỏe mới được vào chơi. Vào ngày 11 tây tháng 5, hàng ngàn du khách kéo vào công viên Disneyland tại Thượng Hải. Sau hơn 3 tháng, khu vực giải trí này đóng cửa vì dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán. Vào tháng 3, toàn bộ 11 công viên của Disney trên khắp Bắc Mỹ, châu Âu, châu Á ngừng đón khách. Disneyland tại Thượng Hải là nơi đầu tiên tái mở cửa. Không còn khung cảnh những đám rước diễn hành đông đúc cùng với màn pháo hoa bắn rực rỡ trên bầu trời đón chào du khách tới thăm. Hiện tại chỉ còn chuột Mickey, chuột Minnie, vịt Donald và nhiều nhân vật hoạt hình quen thuộc khác. Như nhiều nơi công cộng, du khách buộc phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và giữ khoảng cách tối thiểu. Trong ngày đầu tiên, số người lui tới công viên giải trí là cha mẹ dắt con và con nhỏ và những người trẻ tuổi. Họ phải đưa mã chứng nhận sức khỏe trên điện thoại di động trước khi được phép vào chơi. Keyu là một du khách đội mũ in hình chuột mini, cho biết cô nghĩ rằng biện pháp này sẽ giúp người đi chơi thấy yên tâm. Không riêng gì màn trình diễn quanh công viên và buổi bắn pháo hoa khu vực vui chơi cho trẻ em và các chương trình biểu diễn tại nhà, trong nhà của Disneyland cũng tạm thời chưa hoạt động trở lại. Tuy nhiên, màn trình diễn ánh sáng vào buổi tối được đưa vào thay thế. Khung cảnh có phần vắng lặng, thiếu nhộn nhịp như mọi khi đã khiến không ít người cảm thấy lạ lẫm. Yang Yongyu, 29 tuổi, là một du khách cho biết, cá nhân anh cảm thấy hơi thất vọng khi hai yếu tố thu hút nhất đều bị hủy bỏ. Nhưng ở tình cảnh hiện tại, họ chẳng hề đòi hỏi được gì khác. Hiện tại, vé vào cửa cho những ngày đầu tiên tại Disneyland Thượng Hải được bán hết sạch. Du khách mua thẻ năm cũng nhận được yêu cầu đặt trước thời gian dự tính đến vui chơi.